Chùa Bô Tung Phong Sa Sơm Rông, thường gọi là chùa Sơm Rông, tọa lạc tại thành phố Sóc Trăng, là một trong những điểm đến không thể thiếu của du khách và Phật tử trong và ngoài nước khi đến với thành phố Sóc Trăng. Chùa có những công trình kiến trúc độc đáo như tượng Phật Thích Ca, chánh điện trang nghiêm và đặc biệt là hòn đá nổi. Hòn đá được thỉnh về từ Campuchia vào lúc 12 giờ 45 phút khuya ngày 17 tháng 1 năm 2018, nặng 4,2 kg. Hòn đá nổi được đặt trong hồ kính có chứa nước, du khách có thể sờ tay vào, cầm hòn đá lên để cảm nhận sức nặng thật của hòn đá. Có thể dùng tay nhấn vào hòn đá trong hồ nước, khi thả tay ra thì hòn đá lại nổi lên. Thật tuyệt vời, đúng là điều kỳ tích của thiên nhiên.